Xin chào các bạn, Avatar 2 có gì hay mà được mọi người trên thế giới chờ đợi hơn một thập kỷ? Vậy hôm nay Mie xin review phần 2 của Avatar cực hay này nhé. Nếu bạn nào chưa xem review phần 1 thì mình để link ở phần dưới mô tả ấy nha. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Hơn một thập kỷ sau khi người Na'vi đẩy lùi cuộc xâm lược của loài người vào Pandora bởi RDA, Zed sống với tư cách là tộc trưởng của gia tộc Om Atikaya và lập gia đình với Neytiri. Và rồi đúng kiểu con đàn cháu đống, anh đã có con trai cả là Nể Ti Âm, con trai thứ hai là Lo Ạc và cô con gái thứ ba Túc. Ngoài ra Zed Suli còn có thêm cô con gái nuôi Kiri nữa. Cô được sinh ra từ thế thân Avatar của tiến sĩ Gray. Một điều kỳ lạ là mọi người vẫn chưa thể lý giải tại sao tiến sĩ Gray lại tự thụ thai. Nhưng ở Việt Nam, chuyện không chồng mà chữa thì trẻ con cũng biết do ăn phải cái gì. Ngoài ra sau khi đánh bại đội quân của đại tá Miles, tất cả con người bị trục xuất về trái đất. Nhưng một số nhà khoa học tốt cái bụng thì được ở lại. Còn có cậu bé tên là Spider do còn quá nhỏ để ngủ đông nên đặc cách được ở lại. Nhưng Neytiri lại không thích điều ấy bởi Spider chính là con trai của đại tá Miles. Ngược lại thì Spider và các con của cô luôn kè kè bên nhau như mông với đít. Chúng đối xử với nhau như người thân trong gia đình vậy. Trong các con của Zed thì con trai cả là Nể Ti Âm rất chất phác và là hình tượng của một chiến binh dũng cảm. Vào một đêm trăng thanh gió mát, Zed và Neytiri rủ nhau ôn lại chuyện cũ chúng mình năm xưa. Đang chuẩn bị vào chương trình chính thì bỗng nhiên trên bầu trời sáng rực, cứ tưởng sao bay đang định ướt thì hóa ra là hàng chục chiếc tàu vũ trụ của loài người xuất hiện. Chưa đặt chân xuống đã thiêu cháy tất cả. Đặt chân xuống rồi thì chỉ có máu đổ. Một lần nữa con người lại xâm chiếm Pandora bởi trái đất đang cạn kiệt tài nguyên và chết dần. Thế là báo hiệu một trận huyết chiến mới bắt đầu. Một năm sau đó, loài người đã xây dựng và thiết lập hệ thống quân sự rất vững chắc tại đây. Trong số những người mới đến có người tái tổ hợp. Hóa ra trước trận đánh cuối cùng thì những thành viên ưu tú nhất trong quân đội được sao chép tâm trí và ký ức. Bây giờ thế thân Na'vi được cấy ghép tâm trí và ký ức của những người lính đã chết thì họ sẽ có kỹ năng chiến đấu của con người, sức mạnh và tốc độ của người Na'vi. Với người tái tổ hợp thì đại tá Miles đóng vai trò là thủ lĩnh của họ. Lúc này do quân đội con người rất mạnh nên Zed tiến hành một chiến dịch du kích chống lại các đường tiếp tế của RDA. Anh đã huấn luyện các chiến binh Na'vi cách sử dụng vũ khí của con người, không quân và lục quân với chiến thuật hoàn hảo dễ dàng tiêu diệt đối phương. Hai con trai Zed làm nhiệm vụ cảnh giới. Tuy nhiên thằng em Lo Ạc ngựa non háu đái bỏ đội hình rồi lao xuống lượm đồ. Anh cả Nể Ti Âm bất đắc dĩ phải đuổi theo thằng em ngây ngô này. Thế là một chiếc trực thăng vũ trang xuất hiện nã tên lửa. Quá bất ngờ nên nhiều người đã ngã xuống. Anh cả Nể Ti Âm cũng may mắn thoát chết. Đúng là thằng em đã bóp giái cả đội. Lúc này đội quân người tái tổ hợp dưới sự thống lĩnh của tân đại tá Miles đang đổ bộ xuống hành tinh Pandora. Nhiệm vụ của họ là truy lùng và tiêu diệt thủ lĩnh quân nổi dậy Na'vi Zed. Sau khi đánh du kích các chiến binh Na'vi lại rút về căn cứ. Pháo đài của quân nổi dậy Na'vi nằm trong hang động Sơn Đòn ở Quảng Bình. Thế là anh cả Nể Ti Âm lại chịu trách nhiệm đã không hoàn thành nhiệm vụ, gây hậu quả nghiêm trọng. Trong một lần đám trẻ tinh nghịch nhà Zed đi chơi trong rừng, vô tình thấy nhóm quân người tái tổ hợp của đại tá Miles, hắn lợi dụng hình hài của người Na'vi để xâm nhập nhập địa phận. Tại đây Miles thấy xác của hắn và biết rằng trận chiến trước bản thân đã bị Neytiri giết. Lo Ạc thấy nguy hiểm liền thông báo cho Zed. Zed lệnh cho bọn trẻ phải rút lui ngay lập tức. Tuy nhiên trước mặt lũ trẻ là một lực lượng được đào tạo tinh nhuệ nên nhanh chóng bị bắt giữ. Tại đây tên Miles nhanh chóng nhận ra lũ trẻ là con của Zed vì chúng có 5 ngón tay, còn người bản địa chỉ có 4 ngón. Ngoài ra tên Miles còn nhận ra cậu bé Spider chính là con của mình. Thấy bắt được con tin giá trị, tên Miles liền gọi đồng đội đến lượng chim én. Vợ chồng Zed và anh cả Nể Ti Âm cũng đã đến. Đúng lúc này nhật thực xảy ra. Dựa vào bóng tối Zed cầm rìu xử đẹp vài tên. Neytiri thì với khả năng thiện xạ của mình bắn phát nào trúng phát ấy, cứ như là dùng lệnh hách vậy. Trong lúc hỗn loạn lũ trẻ phản kháng rồi chạy trốn, anh trưởng Nể Ti Âm cũng trổ tài cứu mẹ mình trong gang tấc. Tuy súng đạn bắn ra loạn xạ nhưng hầu hết mọi người đều chạy thoát. Duy chỉ có Spider bị trượt chân rơi xuống, thế là bị bọn Miles tóm gọn. Lúc này đội cứu viện của Miles cũng đã đến. Biết rằng thế trận này không thể cứu được Spider nên mọi người đành tạm thời rút lui. Về đến nhà Zed hiểu rằng gia đình mình đang bị truy sát, bọn chúng sẽ tìm và diệt. Nên anh thuyết phục vợ phải rời khỏi đây để đảm bảo an toàn. Nhưng Neytiri nói rằng sứ mệnh của mình là phải ở lại để bảo vệ người dân trong tộc. Zed lại nói rằng Spider đã biết nơi này và đội quân Miles sẽ đến và sát hại tất cả người ở đây. Nghe đến đây thì Neytiri mới đồng tình với chồng.
Ở bên này, cậu bé Spider đang bị nữ đại tướng sử dụng cực hình công nghệ cao để bắt cậu khai ra nơi trú ẩn của Z. Tuy nhiên, dù bị xì tương ớt nhưng cậu bé vẫn cắn răng không hé nửa lời. Đại tá Miles thấy dòng giống của mình phải chịu tra tấn liền can thiệp, nhưng đồng thời hắn cũng dùng đòn thao túng tâm lý để chi phối cậu. Một đứa trẻ non nớt làm sao qua được mặt cáo già. Sáng hôm sau, Z trao lại ngôi vị tộc trưởng cho một người xứng đáng trong tộc. Anh cho rằng sự ra đi của mình sẽ mang lại bình yên cho mọi người. Thế là cả gia đình Biển Đông thẳng tiến. Sau khi bay qua Cù Lao Chàm, vượt đảo Hoàng Sa 3 ngày 3 đêm, cuối cùng họ cũng đến Mệt Kajina. Đây là nơi sinh sống của bộ tộc người rạn san hô. Z cho rằng họ biến mất không dấu vết tại đây thì gia đình sẽ được an toàn. Thế là sau màn hạ cánh thì bộ tộc người dân rạn san hô vây quanh lại. Vừa tới nơi thì Lo Ạc nhanh mắt đã tia được cô con gái tộc trưởng xinh đẹp. Đúng lúc này thì Tono Wari là thủ lĩnh của tộc Mệt Kajina trở về. Z liền xin được cùng gia đình trú ẩn ở đây. Có vài điều khác biệt như một bên dùng tay đu dây, còn một bên dùng đuôi làm mái chèo. Đã vậy còn có di truyền 5 ngón của loài người nữa. Nhưng điều mà người dân rạn san hô này lo ngại nhất là Z có thể mang nguy hiểm đến cho tộc. Nhưng cuối cùng tộc trưởng đã cho phép anh cùng gia đình được ở lại sinh sống. Tù trưởng còn cho con trai là Ao Nung và con gái là Si Y hướng dẫn gia đình Z thích nghi với môi trường sống mới. Ao Nung tỏ thái độ không thích gia đình Z. Ngược lại, cô em gái Si Y thì cực kỳ dịu dàng và hiếu khách. Nhưng vợ và các con của Z không thích nơi đây. Z chỉ biết an ủi vợ con phải cố gắng thích nghi với cuộc sống mới. Để gia đình được sống và sát cánh bên nhau thì họ phải hòa nhập với nơi đây. Thế là những đứa trẻ được học cách giữ hơi để lặn được lâu ở dưới nước. Lần đầu được khám phá đại dương nên lũ trẻ vô cùng thích thú. Đã vậy, hai thanh niên lại còn được bơi với gái xinh nữa chứ. Trong khi ba anh em nhà Z ngoi lên ngoi xuống thì cô con gái nuôi Kiri lại có năng lực đặc biệt dưới nước. Bên này, để thoát khỏi bà đại tướng độc ác kia, Spider đành phải chấp nhận đi theo gã đại tá Miles. Hắn đã gắn thiết bị định vị vào chiếc mặt nạ của Spider nên cậu bé không thể chạy được. Hóa ra là hắn ép Spider hướng dẫn bọn họ ăn ngủ ỉ như người Na'vi, để hiểu được họ nghĩ gì để dễ dàng xâm nhập tiêu diệt gia đình Z. Ở bên kia đại dương, hôm nay các con nhà Z sẽ được học bài cưỡi con vật Iu. Nó có thể bơi lặn trong nước như rái cá vậy. Ông bố Z để thể hiện bản lĩnh cũng chọn một con thú hung dữ nhất. Nhìn con này cứ như là sản phẩm của cá sấu với cá chuồng ngủ với nhau vậy. Nhìn thịt trắng thế này chắc cho lên kho thì ngon phải biết. Bên này, sau khi dạy ngôn ngữ Na'vi cho đội Miles, Spider đưa họ đến chinh phục những tung cung biết bay. Đại tá Miles tiên phong đi thu phục tung cung trước, cứ tưởng dễ ăn nhưng không phải. Thế là hắn bị rơi xuống vực thẳm vạn trượng. Cứ tưởng Miles đã hóa vàng rồi nhưng bất ngờ hắn đã trở về và thu phục được con thú hung dữ. Thế là cả lũ hò vô vui sướng. Bên này Kiri có khả năng đặc biệt. Cô bé có khả năng điều khiển các sinh vật dưới nước. Cô bé đang ngâm mình trong nước thì Ao Nung cùng mấy thằng trai làng đến trêu chọc. Lo Ạc thấy vậy liền đến giải cứu cô bé. Mấy thằng mặt cá kia lướt, nhưng Lo Ạc lại trở thành nạn nhân tiếp theo. Thế là phải đến khi anh cả Nể Ti Âm xuất hiện thì bọn này mới ngán. Tưởng là xong rồi nhưng bọn chúng lại tiếp tục cà khịa. Lo Ạc mất kiên nhẫn liền đến hỏi bọn chúng, đến Việt Nam chưa? Biết trò xù xì ra cái búa không? Không biết à, anh dạy. Thế là vỡ hết cả mõm thằng bé. Thấy cu em bị quay, anh cả Nể Ti Âm co thích động chân động tay, nhưng khi em mình gặp nguy hiểm thì bản lĩnh chiến binh trỗi dậy. Anh vào tận cho bọn chúng nhão hết cả người. Thế là hai anh em gấu trúc về bị bố mắng cho một trận. Anh cả Nể Ti Âm lại tiếp tục nhận trách nhiệm thay cho Lo Ạc. Z bắt Lo Ạc phải đi xin lỗi Ao Nung nếu không muốn cả nhà bị chim cút, bởi cậu ta chính là con trai tộc trưởng. Rồi Z hỏi thế tình trạng bọn Ao Nung thế nào. Anh cả Nể Ti Âm trả lời là tệ hơn. Z đáp lại thằng này thế mà khá. Thế là Lo Ạc đành phải đi xin lỗi Ao Nung. Ao Nung đồng ý giảng hòa, nhưng thực chất hắn đã lên kế hoạch trả thù. Ao Nung và những người bạn đã dụ Lo Ạc tham gia một chuyến đi săn xa bờ, nhưng thực chất là vào lãnh địa của thủy quái. Đang mải mê săn cá thì quay lại bọn chúng đã mất hút. Đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ bên dưới có một con thủy quái khổng lồ vồ lên định ăn tươi nuốt sống Lo Ạc. Lo Ạc liền nhanh chóng chạy vào rạn san hô ẩn nấp. Anh luồn lách qua các khe hẹp. Nhưng con thủy quái này có cái mồm rộng tới tận mang tai, đôi hàm răng sắc bén. Nó đớp mọi thứ xung quanh như trâu hút mã. Khó khăn lắm mới trốn được nó. Nhưng lúc này oxy đã cạn kiệt rồi. Lo Ạc bắt buộc phải ngoi lên mặt nước. Và con thủy quái chỉ chờ có vậy. Thấy con mồi thơm ngon bổ dưỡng còn chờ đợi gì nữa. Đúng lúc ngàn cân treo sợi bím thì một con cá bốn mắt khổng lồ xuất hiện hút thẳng vào thủy quái cứu Lo Ạc trong gang tấc. Lo Ạc hết oxy liệm xuống. Đến lúc tỉnh dậy thì phát hiện mình đã được một con tung cung khổng lồ bị mất một vây cứu. Lo Ạc liền cảm ơn nó rồi giúp tung cung tháo chiếc móc câu đang ghim ra khỏi cơ thể.
Thế là hai người kết bạn rồi chu du khắp nơi. Ở nhà biết tin Lo Ặc bị Ao Nung dụ dỗ đưa đến khu vực cấm địa nguy hiểm, thế là mọi người lại nháo nhác đi tìm. Thấy mọi người đi tìm lo lắng, Lo Ặc liền tạm biệt Tung Cung trở về. Tù trưởng lúc này biết con trai mình đã suýt nữa thì gây ra họa lớn, ông bắt thằng con phải chịu trách nhiệm. Nhưng đột nhiên Lo Ặc lại nhận hết lỗi lầm về mình, thế là lại một lần nữa Lo Ặc bị bố chửi cho sấp mặt. Đang chán đời thì Ao Nung xuất hiện. Cậu ta rất cảm kích vì Lo Ặc đã dũng cảm đứng ra đỡ đạn cho mình. Thế là hai bên đã chuyển thù thành bạn. Sáng hôm sau, Lo Ặc kể cho mọi người rằng đã được một con Tung Cung mất một vây cứu. Mọi người cho cậu biết đó là một loài cá voi thông minh mà người Mệt Kajina coi là gia đình tinh thần của họ. Tuy nhiên, con Tung Cung bị mất một vây tên là Bayakan đã giết hại đồng loại và người Navi nên bị ruồng bỏ. Lo Ặc không tin điều đó vì nó đã cứu cậu, nên cậu đã đi tìm Bayakan để được nghe lời giải thích. Còn những đứa trẻ còn lại đi đến cây linh hồn của Mệt Kajina. Tại đây Kiri đã liên kết với cây linh hồn để gặp mẹ cô. Nhưng đang hỏi bố con là ai thì đột nhiên cô bé bị lên cơn co giật dữ dội. Thế là được mọi người đưa về làng với tình trạng bất tỉnh. Giết hết cách đành phải gọi các nhà khoa học đến ứng cứu. Tuy nhiên dùng các thiết bị hiện đại cũng không giúp ích được gì. Ronan vợ tù trưởng đến đuổi hết mọi người ra ngoài. Cô sẽ dùng bí thuật nhà tôi ba đời chữa bệnh xương khớp. Nghe thấy thế Kiri sợ quá mà tỉnh táo tàu luôn. Nhưng không may là khi các bác sĩ ra đảo đã bị radar của nữ đại tướng phát hiện. Với khoảng cách là 400 km, chúng khoanh vùng lại một chuỗi đảo. Thế là tên đại tá Mael trung dụng lại một đội tàu săn Tung Cung rất hiện đại để truy sát Zed. Các Tung Cung thường lang thang khắp các đại dương, thi thoảng mới về nhà. Tộc Mệt Kajina coi Tung Cung như là người thân trong gia đình vậy. Bên này tên đại tá Mael chỉ huy đội tàu tìm đến các làng mạc truy lùng Zed. Chúng bắt bớ người vô tội, đốt làng và thực hiện nhiều điều độc ác. Tuy nhiên mọi người có chết cũng không hé răng nửa lời. Spider chỉ biết cầu xin gã Miles không được giết người vô tội. Rất nhanh chóng thông tin Zed bị truy lùng và nhiều làng mạc bị đốt phá đã được tộc trưởng Tonowari nắm bắt. Tuy nhiên ông vẫn lệnh cho mọi người không được tiết lộ bất cứ điều gì. Bên này đại tá Miles đi tàn phá các ngôi làng khác nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Người dân ở đây vẫn không hé nửa lời, thế là hắn đành phải đi theo tàu săn Tung Cung để đạt doanh số. Lo Ặc lúc này muốn biết tại sao Bayakan bị ruồng bỏ lên đã chui vào miệng thú cưng để liên kết thần kinh. Hóa ra đồng loại của nó và người Navi đã bị tàu săn Tung Cung của loài người sát hại. Duy chỉ có nó may mắn thoát chết. Loài người săn Tung Cung xong thả xác chúng xuống đáy đại dương nên người Navi hiểu lầm rằng chính Bayakan đã sát hại chúng. Về đến nhà, bọn trẻ bị tù trưởng nghiêm khắc trách mắng vì đã để Lo Ặc liên kết với Tung Cung Bayakan, kẻ bị ruồng bỏ mà không cho Lo Ặc được thanh minh cho nó. Rất may trong những lúc khó khăn này, cô bé Si hiểu và đồng cảm cùng cậu. Bên này tàu săn Tung Cung đang quay một bầy Tung Cung, chúng bắn định vị vào con mẹ, rồi sử dụng nhiều tàu ngầm và tàu mặt nước cùng phối hợp, rồi bắn đạn phát ra tiếng vang siêu âm, buộc các Tung Cung phải nổi lên mặt nước nếu không sẽ bị điếc. Con mẹ là con có nhiều thành phẩm nhất nhưng nó không chạy nhanh, bởi còn con của nó phía sau. Một điều kỳ lạ là dù rất thông minh nhưng Tung Cung rất hiền, không bao giờ chống cự. Phần giáp bên trên rất cứng nên phải dùng tàu ngầm tìm điểm yếu ở phía dưới. Đầu tiên chúng bắn phao để Tung Cung nổi lên, sau đó chúng bắn bom vào ngực Tung Cung rồi hãm lại. Tung Cung mẹ lúc này đau đớn vùng vẫy kêu lên thảm thiết vô cùng. Tung Cung con thấy mẹ đã chết cũng giống lên không muốn rời khỏi. Sau khi giết được bọn chúng chui vào vòm miệng, rồi dùng máy khoan lên não để lấy các enzyme có tên là Amrita. Amrita có tác dụng làm thuốc chống lão hóa hoàn toàn. Chỉ cần dung tích tương đương một ống phi la tốt là cô dâu thu sao hóa gái 18 luôn. Vậy nên giá trị của nó là rất lớn, chỉ chừng này mà có giá trị gần 2.000 tỷ. Và mọi hoạt động con người trên hành tinh Pandora đều do Amrita tài trợ hết. Miles muốn giữ nguyên hiện trường vụ giết Tung Cung cho Zed kích động để ra mặt. Rất nhanh sau đó, bộ tộc Mệt Kajina đã phát hiện bầy Tung Cung bị giết. Khi nhìn thấy con vật tri kỷ chết thảm, vợ tù trưởng vô cùng đau đớn và tức giận. Thế là cả tộc tập hợp lại lên kế hoạch trả thù cho các Tung Cung, nhưng Zed ngăn lại vì chênh lệch lực lượng là quá lớn. Quan trọng nhất là báo hiệu cho các Tung Cung chạy trốn khỏi đây. Nếu bị con người bắn định vị là chắc chắn Tung Cung ấy sẽ chết. Mọi người nghe Zed nói cũng có lý nên tản nhau ra đi thông báo cho các Tung Cung. Lo Ặc lúc này cũng bất chấp nguy hiểm đi thông báo cho Bayakan mặc sự ngăn cản của anh trai. Thế là cả lũ trẻ phải đuổi theo thanh niên Lo Ặc bướng bỉnh này. Nhưng quá đen, khi tới nơi thì Bayakan đã bị bắn thiết bị định vị. Thế là lũ trẻ vừa thông báo cho Zed vừa cùng nhau hợp sức rút nó ra, nhưng rất khó. Ở nhà biết tin thế là nhanh chóng huy động cả làng ra nghênh chiến. Bên này đội săn Tung Cung đã bắt đầu triển khai cho tàu ngầm và tàu chiến xuất phát.
đám trẻ lúc này vẫn loay hoay mãi chưa tháo được thiết bị. Đại tá Miles dùng ống nhòm phát hiện ra đó là con trai của Jet thì vui mừng khôn xiết. Hắn liền triển khai quân đội luôn. Cũng vừa lúc này đám trẻ đã dùng mẹo rút được định vị ra. Anh cả bảo các em chạy trước, còn mình cầm thiết bị định vị đánh lạc hướng. Thế là một cuộc rượt đuổi gay cấn dưới lòng đại dương diễn ra. Lũ trẻ rất nhanh chân ẩn nấp sau các tán rong biển. Cứ tưởng thoát rồi nhưng do bọn chúng quá đông nên bọn trẻ nhanh chóng bị quay lại. Lại còn bị giăng lưới như thế này thì chạy thoát làm sao được. Thế là lo ạc, CE và Túc bị tên Miles bắt giữ. Cậu bé Spider thấy bạn mình bị bắt cũng chạy ra ứng cứu nhưng lực bất tòng tâm. Lúc này vợ chồng Jet cùng tộc mệt Kajina đã tìm được đến nơi. Đội tàu chiến RDA tuy được trang bị vũ khí hiện đại đến tận răng nhưng không vì thế mà chúng khinh địch. Đại tá Miles giật lấy thiết bị liên lạc của Lo Ặc rồi yêu cầu Jet chỉ được đến một mình nạp mạng. Nếu không hắn sẽ giết hết bọn trẻ. Jet thương con nên sẵn sàng đánh đổi bản thân để con trẻ được bình an. Thế là anh đành lặng lẽ đến nạp mạng. Đúng lúc tưởng chừng như hết cách này thì Baja Kang xuất hiện. Đúng là cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Thấy Lo Ặc đang lâm nguy, Baja Kang sau vài động tác chạy đà rồi bổ nhào lên tàu chiến cứ thế mà quẩy. Bình thường phải đi săn cá rất vất vả mà bây giờ cá tự bay lên thớt nằm. Lực lượng săn tung cung hí hửng thịt tới mồm chó còn biết đớp chứ nói gì mình. Cơ mà phát này chắc gãy răng rồi. Lớp sừng của Baja Kang cứng hơn cả sắt thép. Bắn hết cả đạn mà vẫn không xi nhê gì. Đã vậy Baja Kang phản đòn chơi chơi cũng chết chục mạng. Quẩy chán hết vui, Baja Kang lại nhảy xuống nước lặn mất tâm. Lúc này nhận thấy thời cơ có lợi, vợ chồng Jet và các chiến binh mệt Kajina ồ ạt lao lên tấn công. Thấy vậy đội quân của Miles lả đạn rào rào. Thấy nguy hiểm, các chiến binh mệt Kajina liền độn thủy xuống biển tiếp cận mục tiêu rồi bất thình lình xuất hiện tiêu diệt từng kẻ một. Thế là hai bên lao vào thủy chiến. Tuy vũ khí thô sơ nhưng do cận chiến bất ngờ nên các chiến binh mệt Kajina chiếm lợi thế, đánh là trúng, trúng là chết. Một khi cháu đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Vợ chồng nhà Jet cũng chứng tỏ bản lãnh người đứng đầu. Neytiri bắn một mũi tên chết 10 kẻ địch. Jet hách được một khẩu súng cũng nhả đạn điên cuồng, nhưng bắn mãi cũng hết đạn. Gã Miles lúc này xuất hiện vừa cầm súng vừa quay tay liên tục làm cho hai vợ chồng Jet phải thoái ẩn. Lúc này ở dưới lòng biển Kiri cũng thực hiện liên kết thần kinh với sinh vật biển, điều khiển chúng tiêu diệt quân lính đang truy sát. Trên tàu lúc này Spider nhận thấy cơ hội đã đến, cậu liền tấn công tổ lái tàu, rồi phá hoại hệ thống điều khiển làm cho tàu chạy mất kiểm soát rồi đâm vào đá ngầm. Thế là tê liệt cả một khinh hạm. Nước biển tràn vào ngập các khoang tàu, nhưng thôi kệ nó, tên Miles vẫn miệt mài truy sát Jet. Nhưng truy sát ai chứ gặp Jet thì đó là sai lầm. Jet phản đòn làm cho Miles lộn cổ xuống biển. Bên này các thợ săn tung cung sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn tham, mà tham thì sẽ thâm. Bọn chúng sử dụng súng bắn thanh lao thép thẳng vào đầu tung cung, nhưng nó đã khéo léo né được và lợi dụng sợi dây cáp kéo con tàu bay lên vách đá. Một nhà khoa học đi cùng khuyên nên rút lui vì tung cung rất thông minh, nhưng tên thuyền trưởng vẫn cố đấm ăn xôi nạp đạn quyết giết cho bằng được. Và kết quả là Baja Kang đã tiễn anh thêm một đoạn về nơi chính suối. Lúc này con tàu chiến sắp chìm, anh cả nể ti âm xuất hiện đúng lúc để cứu các em, nhưng Lo Ặc đề xuất đi cứu Spider tiếp mà không biết hậu quả khôn lường. Thế là cả hai lại mạo hiểm vào trong tàu. Các em vừa được cứu ra thì giờ lại tới lượt cô con gái nuôi Kiri bị bắt. Đúng là quá đen cho đội đồng tháp. Thấy vậy Túc và cô bé chân dài CE liền quay lại cứu. Lúc này tên đại tá Miles cũng lê lết bơi được về tàu. Thấy bọn trẻ đang miệt mài cứu nhau, hắn liền tóm sống hai đứa con nhà Jet rồi ném cô bé CE xuống nước. Trong tàu lúc này anh cả nể ti âm và Lo Ặc cũng đã tìm thấy và cứu Spider thành công. Tuy nhiên do địch quá đông và mạnh nên anh cả nể ti âm ở lại yểm trợ giữ chân địch để hai cô em chạy trước. Xong rồi cả ba nhảy xuống nước tẩu thoát, nhưng quá đen là anh cả nể ti âm đã bị trúng đạn. Thế là mọi người vội vàng đưa nể ti âm lên một mỏm cồn nhỏ. Tại đây trong vòng tay của bố mẹ, anh cả nể ti âm chỉ kịp nấc được câu "con muốn về nhà", rồi ra đi mãi mãi. Thế là cô hàng xóm đã mất đi một người đàn ông tốt, mọi người đau đớn ai cũng rơi nước mắt. Đúng lúc nấc nghẹn này thì tên đại tá Miles liên lạc với Jet. Hắn yêu cầu Jet vẫn là thực hiện kèo cũ đó là một mình đến nạp mạng, nếu không hai đứa con nhỏ của anh sẽ chết. May mắn lúc này bầu trời trở tối, trong cái nhá nhem đó vợ chồng Jet lại lên đường đi cứu con gái. Được Spider dẫn lối nên Jet đã nhanh chóng tìm ra vị trí con gái mình bị trói. Jet lấy một quả lựu đạn ném vào dàn rocket 1 giờ làm chúng phát nổ lớn gây ra sự hỗn loạn cho đối phương. Tận dụng thời khắc ấy Jet cầm cây thương dũng mãnh như Triệu Vân, lao lên găm luôn vào trái tim đối phương làm kỷ niệm, rồi rút súng ra biến hóa khôn lường như Rambo. Lúc này Neytiri cũng đáp từ trên xuống yểm trợ.
Với cặp mắt lạnh lùng như bò cái, cô tả Sung Hữu Đột giết chết những kẻ đã sát hại con trai mình. Cứ một mũi tên bắn ra là một kẻ rụng xuống. Hai vợ chồng phối hợp ăn ý với nhau, ai có súng dùng súng, ai có cung dùng cung. Súng hết đạn thì dùng rìu, thủng, gậy gộc, tên bắn mãi cũng hết nay Tiri lấy cánh cung ra đánh. Phan chơi chơi cũng chết gần chục thằng, nhưng thằng ông cuối cùng chết thì cây cung gia truyền của cha để lại cũng gãy. Con trai bị giết, cung của cha thì hỏng, làm cho Neytiri vô cùng đau đớn và hung dữ. Bên này Z đến cứu được con gái Út Túc, nhưng Kiri đã bị tên đại tá Miles bắt làm con tin. Hắn yêu cầu Z phải nạp mạng không thì Kiri sẽ phải chết. Đang xác định giơ tay chịu chói thì bất chợt Neytiri tóm lấy Spider. Cô yêu cầu trao đổi con tin, nếu không thì mạng đổi mạng. Thấy vậy tên Miles bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm, nhưng khi Neytiri quyết định ra tay thật thì tên Miles mới thả Kiri ra. Khi thấy vợ con đã an toàn, Z liền yêu cầu mọi người rời ngay khỏi đây, còn anh sẽ ở lại làm một trận sống mái với tên Miles này. Thế là hai con trâu lao vào hút nhau, rồi đâm chém nhau loạn xạ toàn những đòn chí mạng để kết liễu đối phương. Đúng lúc này ngọn lửa bùng lên theo vết dầu loang bao quanh con tàu. Trong lúc hoảng loạn, bé Túc bị dòng nước cuốn trôi vào trong con tàu. Neytiri liền liều mình nhảy theo dòng nước xoáy cứu con. Thế là cả hai mẹ con bị cuốn sâu vào bên trong. Bên ngoài lúc này con tàu đang bị nghiêng sắp lật, nhưng cặp đôi Z và Miles chẳng quan tâm bởi cả hai đang mải mê combat. Hai mẹ con Neytiri bên trong lúc này càng chạy càng thấy không lối thoát. Xung quanh đều là sắt thép không có lối dẫn ra ngoài, nhưng ngoài này Z không hề hay biết. Anh vẫn miệt mài giao cấu với Miles, đến khi con tàu lật úp hẳn lại thì cả hai bỏ qua định luật Archimedes rồi lặn xuống đánh nhau dưới nước ầm ầm. Lợi dụng thân thể nhiều thịt, Miles liền kẹp cổ khống chế Z. Cứ tưởng Z phát ngày để lại vợ cho ông hàng xóm rồi, nhưng may là con tàu rơi xuống đáy tạo ra phản lực. Z nhân cơ hội đó thoát khỏi thế gọng kìm, rồi phản công lại. Anh vẫn hết sức bình sinh kẹp chặt cổ gã Miles, làm cho hắn ngất lịm rồi anh thả hắn xuống dưới biển. Xong nhanh chóng đi tìm lối thoát khỏi con tàu, nhưng lúc này cơ thể cũng đã hết oxy, thế là Z lại liệm đi theo dòng nước. Lúc này lo ạc bơi thú cưỡi đến, rồi cùng Kiri và Spider đi cứu hộ mọi người, thế là cả ba cùng chia nhau ra tìm. Kiri sử dụng năng lực đặc biệt liên kết với các sinh vật biển, Spider có mặt nạ dưỡng khí xuống đáy biển lại tìm thấy Miles, thấy những tội ác hắn đã từng gây ra nên cậu định mặc kệ cho hắn hẹo luôn. Nhưng nghĩ bản thân đã nợ hắn một mạng nên cậu lại ra tay cứu vớt. Lo ạc bên này cũng đã tìm thấy Z. Cậu kéo ông bố vào một khoảng trống trong tàu để lấy oxy. Cậu bé bảo bố là cần nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng Z lúc này rất đuối, biết mình không đủ sức để bơi ra ngoài nên yêu cầu cậu con trai đi còn mình ở lại. Thế là cậu liền dạy bố mình cách thở dưới nước như cư dân vùng biển. Ở bên khoang Neytiri và Túc cũng không khá khẩm gì hơn, khoảng không hẹp tối đen hơn cả buồng chị dậu. Nhưng rất may bởi ngoài kia Kiri đã triệu tập hàng nghìn sinh vật biển phát sáng, tỏa đi mọi phương hướng để tìm cha mẹ mình. Nhờ vậy cô bé đã dễ dàng tìm được Neytiri và Túc. Thế là không hẹn mà đến, mọi người lại cùng nhau bơi lên thoát khỏi nơi này. Chú Tung Cung Pajakan cũng không quên xuất hiện trong khoảnh khắc đẹp. Thế là mọi người lại kề tự sát cánh bên nhau, duy chỉ thiếu anh cả Nể Ti Âm. Lúc này cũng là lúc bầu trời lóe sáng lên. Bên này Spider cũng đã đưa được Miles lên bờ. Miles gọi cậu bé là con trai rồi gạ gẫm cậu đi cùng. Nhưng Spider bảo đéo rồi nhảy xuống biển đi theo gia đình nhà Z. Cuối phim là cảnh mọi người làm lễ đưa tiễn anh cả Nể Ti Âm đến cây linh hồn của tộc người dưới nước. Có người nói mọi năng lượng trên thế giới này chỉ là vay mượn, rồi đến một ngày bạn phải trả lại nó. Nể Ti Âm là một chiến binh mạnh mẽ, sự ra đi của anh là mất mát vô cùng to lớn. Sau đó Z đến gặp tù trưởng Tonowari nói rằng anh sẽ rời đi khỏi đây để tránh gây liên lụy đến cho mọi người. Nhưng tù trưởng nói con trai Z đã ở dưới biển, giờ gia đình Z đã thuộc về tộc mệt Kajina rồi, họ không cần phải đi đâu nữa. Thế là Z có thêm một quê hương mới, cũng là một pháo đài mới để xây đắp hạnh phúc gia đình cũng như đấu tranh cho sự tự do của họ. Siêu phẩm Avatar 2 đến đây là hết rồi, Avatar 3 cũng đã quay gần xong. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những thước phim mới nhất nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn có cảm nhận gì về bộ phim này? Hãy để lại bình luận phía dưới để Mia biết nhé. À, cũng nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.